hồ sơ này cho xong nghe không? Dạ em biết rồi chị. Ừ. Em tranh thủ liền. Ủa em... Mấy anh có việc đột xuất nên là nhờ em ăn nước cho anh. Sao? Không vui khi thấy em hả? Mắc gì không vui. Anh còn chưa có dịp cảm ơn em cho đàng hoàng nữa. Vậy thì anh mời em đi ăn đi. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Anh khỏe hẳn chưa giờ? Mới xuất viện sao không ở nhà nghỉ ngơi đi, còn đi làm nữa. Anh khỏe rồi, vết thương ngoài da thôi mà. Nè, bản kế hoạch của anh gửi cho em á, em xem chưa? Em xem rồi, tốt lắm. Anh đúng là có những ý tưởng rất là đột phá. Chiến lược của công ty chúng ta sẽ theo ý tưởng của anh. Cảm ơn em nha. Ừ. Minh Anh, hồ sơ hôm qua tôi nhờ cô đối chiếu á, xong hết chưa? Minh Anh. Chị gọi tôi hả? Phải, tôi hỏi là tài liệu hôm qua cô đối chiếu xong chưa? Tôi đang làm nè. Cũng sắp xong rồi, chị đợi xíu nha. Ừ. Nhắc lại lần nữa cho cô nhớ, nếu còn dở trò với Mỹ Anh thì cô sẽ xong đời. Đừng tưởng những gì cô làm không ai nhìn thấy. Chị gạt chân cho mình té sao? Tại sao chị phải làm tới mức đó chứ? Sao ký ức của mình càng lúc cứ lẫn lộn lên hết như vậy? Tại sao gương mặt của người đàn ông đó càng lúc lại càng giống như anh Hải Đăng? Sao mình lại có cảm giác đó khi ở bên cạnh ảnh mà mình không hề có với Việt Lâm vậy? Chết rồi, mình chết mất thôi, chứ mình không thể chịu nổi cảm giác này nữa. Nhưng mà sao nhìn thấy em ấy khóc, tim mình lại nhói đau như vậy? Mời ba. Con rất là vui và hãnh diện khi được làm con gái của ba má. Nhân kỷ niệm đám cưới ngọc trai của ba má, con gái có chút quà nhỏ muốn gửi tặng ba má. Đây là một chuỗi ngọc trai kỷ niệm 30 năm ba má về chung một nhà. Cảm ơn con. Dạ, còn đây là chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ này sẽ nhắc cho ba má nhớ là từ
từng giây phút ở bên cạnh nhau đều thật là đáng quý. Cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn con nha. Dạ. Để mẹ xem. Đẹp thật đó con. Anh hai nhớ đây là ngày gì không? Em đừng có tưởng một mình em nhớ thôi nghe chưa. Vậy sao em không thấy quà đâu hết vậy? Dạ, mừng đám cưới ngọc trai của ba má. Vợ chồng con có đặt một chuyến nghỉ dưỡng cao cấp ở châu Âu. Trời dạ đây. Ba má cứ chọn đi, rồi vợ chồng con lập tức đặt vé liền. Đúng là cũng lâu lắm rồi ba má không đi xa với nhau. Dạ. Dạ, đây là cơ hội để ba má hâm nóng tình yêu đó. À, còn nữa, má phải cảm ơn con dâu của má đã tặng ba má một bộ chăn ra rất là đẹp, màu sắc nhã nhặn, đúng ý má luôn đó. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ, con biết mà, con biết gu của má mà, con biết là chắc chắn má sẽ rất là thích. Gì vậy anh? Em coi đi, anh nhờ Mỹ Anh mua giúp anh bộ ra này tặng ba má nè. Em thấy sao? Trời đất ơi, em biết ngay mà, con nhỏ đó quê mùa muốn chết, biết cái gì mà chọn với lựa. Thôi anh bỏ đi, em với anh mua bộ khác đẹp hơn ha. Anh thấy bộ này đẹp mà. Mà em thấy không đẹp. Bây giờ mua trễ rồi, mua đâu kịp nữa. Với lại nhờ chị mời theo bộ ra dự phòng ba má rồi. Nè cầm đi, ba má mà có chê thì anh đừng đổ thừa tại em á. Con xin chúc mừng ba má. Bà cảm ơn con. Bà chúc cho vợ chồng con luôn luôn yêu thương gắn bó với nhau giống như ba má vậy. Dạ. Minh Anh. Dạ. Bà chúc cho con sẽ là một người vợ mẫu mực, là một người chủ gia đình đáng kính sau này. Còn má, chúc hai đứa nhanh nhanh có tin vui nha. Dạ. Dạ. Con cảm ơn ba, con cảm ơn má. Còn Ngọc Vân, khi nào thì con đem chàng rể về ra mắt ba má đây? Sắp rồi, sắp rồi. Ba đừng có sốt ruột nữa, cũng ly nào. Chúc mừng, chúc mừng. Mời. Dạ mời cô. Dạ, con xin lỗi, con xin phép. Alo, tôi không thể nào nhận cuộc gọi vì tôi không thể nghe được. Sao anh gọi hoài vậy? Thì em tránh né anh nên anh phải gọi hoài chứ sao. Anh đã thấy nhớ em rồi, tới gặp anh bây giờ có được không? Không được, bây giờ tôi bận rồi, bây giờ không có được. Vậy sao? Có chuyện gì vậy em? Không, có mấy người bạn họ gọi rủ em đi ăn uống cà phê mà em nói em bận rồi. Alo, bây giờ không có được nha. Có gì bữa khác ăn uống cà phê sau nha. Bye bye. Ủa mà sao anh ra đây vậy? Anh thấy em có vẻ căng thẳng, lo là không biết em xảy ra chuyện gì. Đâu có căng thẳng gì đâu. Thôi mình vô trong đi, không thôi mọi người chờ nha. Xong rồi, cô Út về nghỉ ngơi đi. Anh có chắc là xong chưa? Sạch sẽ hết rồi mà. Kìa, cô Út, cô làm gì vậy cô Út? Cô tối nay tôi sẽ nói rõ với anh mọi chuyện. Anh ngồi xuống. Ngồi xuống. Tại sao anh ác với tôi vậy hả anh Phúc? Anh có biết là đêm đó tôi chờ anh tới nửa đêm không?
Mũi cắn tôi gần chết. Tại sao anh lại? Anh giải thích rõ ràng cho tôi biết đi. Có phải anh chỉ coi tôi là trò đùa của anh không? Cô, đời nào mà tôi dám làm vậy. Thiệt tình là bữa đó tôi có chuyện muốn nói với cô, nhưng mà vì có việc đột xuất. Đột xuất cái gì? Có phải vì người đàn bà đó mà anh bỏ rơi tôi không? Anh đừng có ở mãi bên em như vậy. Phải dành thời gian kiếm người yêu, để con mang con dâu về cho má của anh nữa chứ. Em nói thiệt đó. Anh Việt Lâm à, anh không cần phải dành hết toàn bộ thời gian rảnh cho em đâu. Anh muốn bảo vệ em. Bảo vệ em? Có ai làm hại gì em đâu mà bảo vệ. Em hiền lành quá, lương thiện nữa. Anh không nỡ rời xa. Anh sợ là nếu một ngày nào đó anh rời xa, có khi mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Anh nói gì vậy? Em không hiểu gì hết. Tại sao mọi chuyện lại tồi tệ hơn? Em thấy mọi thứ cũng đang tốt dần lên mà. Em vẫn chưa nhớ lại được gì hả? Em cũng không biết nữa. Bây giờ mọi thứ trong đầu em rối tung lên hết rồi. Có khi là một mảng ký ức được sống dậy, nhưng lại bị nhầm lẫn với hiện tại. Em hoang mang lắm, không biết rồi đây sẽ như thế nào nữa. Nói vậy là em bắt đầu nhớ ra một số ký ức nào đó rồi đúng không? Ừ, em tưởng là như vậy, nhưng lại không phải là vậy. Trong em xuất hiện hình ảnh một vài gương mặt, một vài cảnh vật, cứ như là ở quá khứ. Nhưng thực ra đó là ở hiện tại. Em... lẽ nào hãy đăng trong ký ức của cô ấy đã xuất hiện rồi? Em ăn nói lung tung quá hả? Bây giờ mọi thứ trong đầu em cũng lung tung và rối rắm như vậy đó. Em đừng lo, rồi đây mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí của nó. Anh nói cái gì? Con bé Bông, con bé không phải là con của anh. Thật sự là như vậy. Má của con bé Bông là người mà ba má tôi đã chọn làm con dâu. Sắp tới ngày cưới, cổ mới thú thiệt với tôi là cổ đã có người thương rồi, và đã trao thân gửi phận cho anh ta. Hiện cô đang mang thai, còn người đàn ông kia thì trốn đi mất dạng. Tôi không nỡ để cô một mình bụng mang dạ chữa, không nỡ để gia đình cô mang tai mang tiếng. Cho nên đám cưới vẫn diễn ra bình thường, rồi cả hai bên gia đình vui mừng đón đứa con đầu lòng của vợ chồng tôi. Đó là bé Bông đó. Mà mọi người không ai biết tôi với cổ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Cổ thì vẫn một lòng một dạ với người đàn ông kia, vẫn hy vọng là một ngày nào đó anh ta sẽ trở lại
tìm mẹ con cô. Rồi cô mất đi. Một mình tôi nuôi dạy bé Bông. Đối với tôi, bé Bông không khác gì ruột thịt hết á. Rồi sao? Người đàn bà kia có liên quan gì tới bé Bông? Cô ta hiện giờ là vợ của cha ruột bé Bông. Biết chuyện, cô ta đã lặn lội tìm tôi để đòi lại bé Bông. Cái gì? Đòi lại bé Bông? Mà nào họ có thương xót gì con bé Bông đâu. Họ đòi lại để bán cho người khác. Trời ơi. Nó tức gì đâu á. Tại sao trên đời lại có một cái người khốn nạn như vậy chứ? Cô ta nói là ba ruột của bé Bông đang bị bệnh nặng lắm. Nếu tôi không có 200 triệu đưa cho cổ thì cổ sẽ bắt con lại. Vô lý. Mắc mớ gì anh phải sợ chuyện đó. Vì cái chuyện đó mà anh lén lút đưa tiền cho cô ta chứ gì. Tôi đưa tiền cho cổ không phải vì sợ, mà vì thiệt lòng muốn giúp ông Tiến, ba ruột của bé Bông. Ông đang bệnh nặng lắm. Anh, ba má anh hạnh phúc quá hả? Em mong là sau này vợ chồng mình cũng sẽ được như vậy. Em có biết tại sao ba má lại có cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ tới tận bây giờ không? Đó là nhờ sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Nếu như trong một mối quan hệ không có hai yếu tố chân thành và tôn trọng lẫn nhau thì chắc chắn mối quan hệ đó sẽ không bền vững được. Em hứa sẽ luôn chân thành và tôn trọng anh. Hạnh phúc của mình sẽ mãi mãi bền chặt, đúng không anh? Minh Anh mà anh biết, từng là một cô gái rất chân thành. Nhưng thời gian gần đây, anh nhận thấy ở em, sự chân thành đó không còn nữa. Tại sao anh nói vậy? Anh bắt bẻ em chuyện hồi nãy tặng quà ba má đúng không? Không lẽ một câu nói để ba má vui lòng cũng không được hả? Từ bao giờ em có suy nghĩ đó vậy Minh Anh? Anh coi lại bản thân anh đi. Từ bao giờ mà anh soi mói em? Anh bắt bẻ em từng ly từng tí một vậy? Thiệt lòng thì tôi để ý cô Út từ lâu rồi, cho nên tôi mới xin vô làm ở tiệm tạp hóa của cô để được gần gũi. Nhưng tôi mặc cảm, vì dù sao tôi cũng đã mang tiếng là có một đời vợ, một đứa con. Còn cô Út thì vẫn chưa một lần đò. Nhờ con bé Mỹ Anh cho nên hôm nay tôi có đủ dũng khí để nói với cô hết mọi chuyện. Nếu cô không chê thì... Vậy sao bữa đó không tới? Tôi định đi rồi, nhưng mà cô ta gọi điện thoại bắt phải tới nhà để nói chuyện với ba bé Bông. Nếu không tới á, cô ta sẽ tới nhà nói với bé Bông biết tôi không phải là ba ruột nó. Tôi cũng tính là đi một chút xíu rồi về. Không về cứ lằng nhằng hoài tới khuya. Đã vậy tôi lại còn quên điện thoại nữa. Tôi xin lỗi cô Út nhiều lắm. Tôi không có phải là người nhỏ mọn. Biết anh có lý do chính đáng á thì tôi đâu có giận anh chi. Vậy giờ anh tính làm sao? Nếu cô Út không chê thì tôi sẽ thưa chuyện với chị hai để tính chuyện hai đứa mình. Anh nói chuyện gì vậy? Ý là tôi hỏi anh cái chuyện con bé Bông kìa. Cô Út làm tôi quê sệ hoài.
sao gương mặt của anh rể cứ luôn lảng vảng trong hồi ức của mình vậy? Mình thật sự rất hoảng sợ. Tại sao mỗi khi nhìn mình ở trong gương, mình cứ có cảm giác gương mặt đó không phải là của mình? Không lẽ thần kinh mình có vấn đề gì hay sao? Phải làm sao để thoát ra khỏi những điều đó? Phải làm sao để tách bạch quá khứ và hiện tại đây? Mình vừa khao khát nhớ lại mọi chuyện, vừa sợ hãi không muốn nhớ. Mình lo sợ lắm. Em làm nhanh nhanh lên đi, chị không có nhiều thời gian đâu. Dạ, thì cũng phải để máy nó ăn xong chứ chị. Đi lấy cho chị ly cà phê đi. Dạ. Dạ, cà phê chị đây. Sao vậy chị? Chị kêu em lấy cà phê cho chị chứ có phải lấy chè đâu. Dạ, để em lấy cái khác cho. Thôi, khỏi. Em lau cái bàn đi. Em bấm luôn máy sắp tài liệu cho chị đi. Dạ, để em bấm cho chị. Lanh lẹ lên đi Mỹ Anh à. Dạ. Em lo làm việc chuyên nghiệp hơn một xíu đi. Nếu không cả cái vị trí thấp kém này em cũng không giữ được đâu đó. Dạ. Ngoài việc đưa 200 triệu không còn cách nào khác hay sao anh? Thiệt tình là tôi chưa nghĩ ra được cách nào khác hết á. Nhưng mà với những người tham lam như vậy, cho dù bây giờ mình có gom góp đủ 200 triệu đưa cho họ thì có chắc gì là họ sẽ giữ lời không? Nhiều khi lần sau sẽ đòi mình số tiền lớn hơn như vậy nữa. Má cũng nghĩ giống con vậy đó. Mình không thể đưa tiền cho họ, mà họ cũng không có quyền gì bắt con bé đi đâu. Tôi cũng biết như vậy, nhưng mà tôi sợ con bé bị tổn thương, hiểu lầm rồi ghét bỏ tôi. Chắc chắn thế nào rồi họ cũng sẽ nói với con bé là vì tôi cưới má nó nên ba nó đau lòng mà bỏ đi biệt xứ. Con nghĩ thay vì để cho bé Bông phải nghe những lời bậy bạ của người ngoài, tại sao mình không nói cho bé biết sự thật? Bé Bông cũng là một đứa hiểu chuyện mà. Mình lựa lời nói với nó, có lẽ nó sẽ đỡ tổn thương hơn. Con nói đúng. Thiệt ra thì chú cũng không có muốn giữ cái bí mật này luôn đâu. Chú tính đợi cho đến khi con bé trưởng thành rồi nói cho nó biết hết sự thật. Còn bây giờ thì đành phải chịu vậy. Anh đừng có lo, con bé nó cũng nhận thức được tình cảm của anh dành cho nó và tình cảm của mọi người dành cho nó mà. Có khi nó biết ra nó còn thương anh nhiều hơn nữa đó. Đúng rồi đó chú Phúc, con cũng nghĩ như vậy nữa. Đây là món khoái khẩu của bé Bông nè. Yeah, kem dâu, ba là số 1. Trời ơi, con á là nhất đó nha. Thôi, mời cả nhà mình ăn kem. Dạ, ăn đi con đi. Mời ba, con mời cô. Ngoan quá rồi. À. Nè, ba lấy cái dù ra, ba che chỗ này cho con nè. Đó. Dạ. Ăn đi con. Anh ăn đi.
Ngon con? Dạ ngon. Thích không con? Dạ thích. Con chơi vui rồi, con cũng ăn no rồi. Giờ ba với cô Út có chuyện gì cần nói thì nói đi, con sẵn sàng nghe rồi đó. Dạ, bé Bông giỏi quá ta. Sao bé Bông đoán được là cô Út với ba có chuyện muốn nói với bé Bông? Con biết con lớn rồi, con còn phải con nít nữa đâu. Giỏi quá. Đúng là bé Bông lớn rồi nè, bé Bông đâu có còn là con nít nữa đâu. Bé Bông đã là người trưởng thành rồi nè. Bé Bông, cô Út hỏi con này nha. Như con thấy á, là trên đời này á, ai là người thương con nhất? Dĩ nhiên là ba con rồi. Mà cô Út cũng thương con bằng ba con luôn đó. Thôi thôi, bây giờ cô Út hỏi con này nữa nè. Cô Út ví dụ thôi nha. Ví dụ như là có ai đó nói với con là ba con không có thương con nữa, rồi kêu con á đi theo họ, con có tin lời họ không? Con đâu phải là con nít nữa đâu mà gạt được con. Ai thương con biết hết, không nói con cũng biết. Bé Bông nè. Dạ. Nếu như ba nói ba không phải là ba ruột của con, con có còn thương ba không? Ba nói không phải ba ruột là sao hả ba? Là ba ví dụ vậy thôi mà. Ví dụ thôi hả con? Có sao đâu Út, cứ để cho bé Bông một mình đi. Con bé nó cần sự yên tĩnh, nhất là trong lúc này. Con gái, nếu một ngày nào đó con biết ra sự thật, con sẽ thế nào đây? Con hãy ghét má, nhưng mà đừng đau lòng quá như con. Cô Út, con muốn gặp ba con. Con à? Con là ba Phúc của con đó cô. Được. Để cô Út dẫn con ra tiệm gặp ba con nghe. Dạ. Ba. Ba mãi mãi là ba của con. Con mãi mãi là con của ba. Đúng không ba? Đúng rồi. Con là con gái của ba. Mãi mãi là con gái của ba. Chúng ta mãi là cha con. Nhưng ba bông... của con. Giỏi lắm. Con. Con gái của ba. Lâu lắm rồi hai vợ chồng mình không có đi chơi. Hay là cuối tuần này mình đi biển nha. Anh còn bận giải quyết một số việc, lúc này mình chưa đi chơi được. Nhưng mà cuối tuần anh có thể sắp xếp tụi mình mời gia đình của em tới ăn ở nhà hàng. Sao tự nhiên anh nghĩ tới chuyện đó vậy? Thì lúc chiều mấy anh có kể anh nghe chuyện cha con chú Phúc. Anh muốn mời mọi người tới đó ăn, sẵn mình chúc mừng chú Phúc luôn. Chú Phúc? Ừ. Chú Phúc chỉ là người làm công cho quán ăn của má em. Anh có cần phải quan tâm quá mức như vậy không? Trước giờ gia đình em vẫn coi cha con chú Phúc là người thân mà. Với lại chuyện tình cảm giữa cô Út với lại chú Phúc, sớm muộn gì tụi mình cũng kêu chú Phúc bằng dượng. Nhưng mà mọi người bận biểu lắm, ai nấy đều phải lo tất bật ở quán ăn. Tới 9-10 giờ tối quán ăn mới đóng cửa. Đó, thì chính vì lý do đó anh mới muốn mọi người được nghỉ một buổi. Anh sẽ gọi cho má
Giờ này chắc má chưa ngủ đâu. Tin anh đi, anh sẽ thuyết phục má. Nghỉ sớm một chút, má sẽ nghe anh thôi. Sao phải đi nhà hàng tốn kém vậy con? Muốn ăn cái gì á, về quán má nấu cho ăn nè. À, vậy hả? Ờ, à, được. Ờ, à, thôi vậy cũng được. Cảm ơn con nha. Chị hai, phải gia đình Hải Đăng mời cả nhà mình đi ăn nhà hàng không? Không, là Hải Đăng nó mời. Nó muốn chúc mừng cho cha con của chú Phúc nè. Ôi, bé Bông ơi, vậy là cô cháu mình được đi ăn nhà hàng rồi đó. Nào giờ á, cô Út không bao giờ được đi ăn nhà hàng sang trọng hết á. Mình sắp đi ăn rồi, thích quá chị hai ạ. Trời. Sao, tối qua ngủ có ngon không em? Không ngon chút nào hết. Em toàn gặp ác mộng thôi. Mà anh đi đâu sớm vậy? À, bữa nay anh có hẹn với đối tác, có nhiều việc phải trao đổi, cho nên là anh phải tới công ty sớm để mà chuẩn bị mọi thứ. Tối nay anh với em có hẹn gia đình đi ăn tối, đừng có quên nha. Dĩ nhiên là em nhớ rồi. Mẹ em không thích chút nào. Anh dành thời gian cho gia đình còn nhiều hơn dành cho em nữa. Sao, em ghen tị hả? Thôi được rồi, anh sẽ sắp xếp thời gian dành một buổi tối thật lãng mạn cho hai đứa mình. Anh hứa nha. Anh hứa. Tạm biệt em. Anh đi cẩn thận nha. Gì mà ăn tối với gia đình, chán muốn chết. Chủ tịch, tốt rồi. Dạ, cậu làm rất tốt. Tôi cần thêm một bản phụ lục giữa các thỏa thuận này. Bản phụ lục gần đây nhất phải không à? Đúng rồi. Dạ. Tôi sẽ đi du lịch một tuần. Cậu cứ làm những việc mà tôi giao. Nếu có việc gì cần, cứ trao đổi với Hải Đăng. Dạ, tôi biết rồi. Cậu cứ giúp tôi thu xếp mọi việc. Tôi sẽ rút chân ra từ từ. Sau này mọi việc sẽ do hai anh em Hải Đăng quản lý. Dạ. Chủ tịch thật là may mắn. Cậu Hải Đăng và cô Ngọc Dân đều là những người có tài, có ý chí. Nên chủ tịch yên tâm nghỉ ngơi mà hưởng phước à. Sống sau so sống trước mà cậu. Dạ. Dạ, con xin chúc mừng chú. Mọi việc coi như là được giải quyết xong. Vậy là cha con chú có thể yên tâm rồi. Chú cảm ơn con. Cha con chú có được như ngày hôm nay á là cũng nhờ gia đình của chị hai. Rồi gia đình của con nữa. Cha con chú biết ơn mọi người nhiều lắm. Dạ, xin mời. Dạ, dạ mời. Dạ, dạ, dạ mời cả nhà. Dạ, con. Dạ, con mời cô. Ủa, chị Lâm chưa tới hả? Anh ấy nói sẽ tới phải không Mỹ Anh? À, dạ, anh nói là sẽ tới trễ nhưng mà nhất định là sẽ tới. Ủa, anh mời Diệu Lâm hả? Ừ. Sao em ngạc nhiên vậy? Diệu Lâm là bạn của Mỹ Anh, cũng được xem là người nhà mà. Nhưng mà Diệu Lâm với Ngọc Dân còn bận giải quyết nhiều chuyện lắm. Nếu như Diệu Lâm bận, anh ấy đã từ chối ngay từ đầu rồi. Chào cả nhà. Anh. Xin lỗi con tới trễ. Ngồi đi con. Dạ. Chị Minh Anh, em có món quà tặng cho chị. Cảm ơn vì những gì chị đã làm với Mỹ Anh nha. Ở trong công ty á, chị Minh Anh giúp đỡ Mỹ Anh nhiều lắm. Đây là một món quà rất ý nghĩa, dễ thương. Em nghĩ là chị sẽ thích. Minh Anh, món quà gì vậy con? Con mở ra coi coi. Con sẽ mở sau.
Cảm ơn anh. Anh về chỗ ngồi đi. Hay là chị mở quà ra cho mọi người cùng coi đi. Tôi không muốn mình không thoải mái. Lỡ đây là món quà riêng tư thì sao? Nếu như em nói, chị Lâm còn tặng quà em trước mặt mọi người làm gì? Ờ đúng rồi đó con. Con mở ra chỗ coi chứ, con tò mò quá à. Mở ra đi. Mở đi. Đi, mở đi. Mở đi, mở đi, mở đi, mở đi. Mở đi, mở đi con. Mở đi. Ờ, là đồ em bé hả? Dễ thương quá vậy. Tôi tặng đồ em bé cho anh chị. Chúc anh chị sẽ luôn hạnh phúc và sớm sinh em bé giống như là gia đình mình mong muốn nha. Ừ, hay quá. Cảm ơn anh. Chúng tôi cũng đang mong có em bé ở đây. Cho anh mượn coi. À, cho Út mượn, Út coi với. Út coi coi độ trai hay gái. Trời trời. Trời chết rồi. Dạ. Út không có cố ý đâu. Dạ, dạ không sao cô. Út không, dạ, không có sao, ý. Dạ không sao. Hải Đăng, thôi con vô nhà vệ sinh lau cho sạch đi. Dạ không sao đâu má. Không sao đâu cô. Con đâu bị gì đâu. Út xin lỗi nha. Chưa 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 chưa. Em xấu hổ quá chị hai ơi. Lần đầu tiên đi ăn nhà hàng lớn, em làm cái chuyện xấu hổ như vậy. Thôi mà, đâu phải là cô cố ý đâu. Chắc cái bộ đồ của Hải Đăng mất tiền lắm á. Rồi giờ em biết phải làm sao giờ hả chị hai? Chắc sau này nó không mời gia đình mình đi đâu ăn nữa đâu. Em xấu hổ quá chị hai ơi. Cốt, đừng có khóc nữa. Anh hai có giận cô Út đâu. Anh hai là người tốt mà. Đúng rồi đó cô Út. Anh Hải Đăng anh không có trách mấy cái chuyện này đâu. Út xấu hổ lắm chị hai ơi. Không sao đâu mà. Em thấy đồ em bé dễ thương quá. Chắc đồ hồi trước của em cũng dễ thương giống vậy đúng không chị? Em nói đúng rồi đó. Mà em bây giờ cũng dễ thương y như vậy à. Dạ. Mà tự nhiên bé Bông nhắc làm chị cũng mong chị hai có em bé ghê luôn vậy đó. Em xấu hổ quá chị hai ơi. Em, lát nữa em lấy cái áo của anh đưa cho Mười, đem tới tiệm giặt ủi. Cao giờ lắm. Em thay mặt cô Út xin lỗi anh nha. Không có gì đâu em, chỉ là sự cố thôi. Cô Út đâu cố ý đâu. Đúng là cô Út không cố ý. Nhưng mà tính cổ là vậy á, vụng về, hậu đậu, ăn nói thì rỗn rãng. Thiệt là xấu hổ chết đi được. Tóm lại là sau này anh đừng bao giờ mời họ đi đâu nữa, nhất là những nơi cao cấp á. Mình anh, sao em nói vậy? Sao em dùng giọng điệu đó nói chuyện với người nhà của em? Đây là lần thứ mấy em miệt thị về họ rồi. Trước đây em rất yêu thương họ, rất tự hào về họ mà. Dĩ nhiên là em yêu quý người nhà của mình rồi. Anh đang nghĩ gì trong đầu vậy? Em chỉ nói lên sự thật thôi. Em không có gì thay đổi hết. Chính thái độ của anh với em mới thay đổi á. Có lẽ là anh đã chán em rồi, cho nên mới tìm kiếm bắt bẻ từng câu từng chữ em nói, chăm chăm nhìn vào từng cái hành động của em. Chuyện bé xé ra to. Anh nói thiệt cho em biết đi, anh chán em rồi đúng không? Em nói bậy bạ gì vậy? Anh nói với em rồi, anh vẫn luôn yêu em. Nhưng thời gian gần đây hành vi của em rất là kỳ lạ. Anh không hiểu sao em lại như vậy nữa. Ờ được. Vì sức khỏe của cô chưa hoàn toàn bình phục nên tôi không giao cho cô những việc chuyên sâu vào nghiệp vụ. Sợ cô sẽ bị áp lực. Cô không phiền chứ? Cảm ơn anh đã thông cảm. Tôi sẽ cố gắng lấy lại phong độ như trước kia. Ừ. Cô bây giờ có vẻ giống như cô trước kia hơn rồi đó. Ai cũng so sánh tôi với trước kia vậy chứ. Alo, tôi nghe. À, tôi biết rồi. Cô Minh Anh ơi, phòng hành chánh gọi cô sang ký giấy tờ gì đó. Ờ, tôi biết rồi.
Em biết loại cà phê nào đắt tiền nhất không? Là cà phê chồn đúng không anh? Đúng rồi. Nhưng mà cái cà phê đó nó được làm từ hạt cà phê do cày hương tiêu quá ra mà có. Vậy mà nó đắt đỏ, lạ thiệt á. Anh nghe nói mùi vị rất đặc biệt. Em chịu, không dám thử đâu. Chị, hai người vừa đi đâu về vậy? Hai anh em tình cờ gặp nhau quán cà phê trước công ty thôi. Em muốn nói chuyện riêng với anh. Em muốn nói chuyện gì? Chuyện công việc à? Chuyện cá nhân thôi. Nếu như chuyện cá nhân, lát nữa xong việc về nhà hãy nói. Hai phút nữa anh có cuộc họp rồi. Anh đi nha. Dạ. Chị với anh đang giận nhau cái gì hả? Em muốn vậy lắm hả? Người đó không đâu, không thể nào, không có chuyện đó đâu. May quá anh hợp xong rồi. Minh Anh à, lần sau em vào phòng em nhớ gõ cửa, hoặc tốt nhất đặt lịch hẹn với thư ký giùm anh. Đây là văn phòng của anh chứ không phải phòng riêng của chúng ta. Lần trước đã một lần rồi, em xông vào phòng trong khi mọi người đang họp. Em xin lỗi, anh có muốn em ra ngoài gõ cửa để vào đây không? Em có việc gì thì nói đi, anh đang bận lắm. Em chỉ muốn tới gặp chồng mình thôi. Hồi sáng mình cãi nhau nên bây giờ em muốn làm lành. Em biết là em hơi quá đáng, anh tha thứ cho em nha anh. Có chuyện gì về nhà nói, bây giờ anh phải gặp đối tác. Anh à, ủa, chào anh. Chào anh. Ngồi đi. Mời. Mời. Anh làm tôi hơi bất ngờ đó. Sao hôm nay lại có hứng thú mời tôi ra đây uống rượu vậy? Thì lâu lâu cũng cần có người nhậu chung chứ. Anh đang có tâm sự hả? À không, chỉ là mệt mỏi công việc một chút thôi. Còn anh, công việc vẫn ổn chứ? Ổn, ổn lắm. Còn anh với lại Mỹ Anh tiến triển tới đâu rồi? Bây giờ chúng tôi coi nhau như là anh em tốt. Anh em rất tốt. Lý ra sao giờ làm gì? Anh nên về nhà với vợ chứ. Tự nhiên chạy ra đi uống rượu. Nhìn anh không giống như một người đàn ông đang hạnh phúc. Trước kia tôi cứ nghĩ khi chúng tôi cưới nhau về, tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ.
móc lên đi. Dạ rồi. Bây giờ là mình đang học mũi lên nha. Dạ. Mũi lên là mình sẽ đưa lên thôi. Dạ. Con làm thử bé xem. Con mới về. Ờ, con về rồi hả? Hải Đăng đâu? Con không biết. Má tưởng hai đó đi chung. Dạ, chắc anh bận chuyện gì đó á má. Ờ, về hả? Thôi con vô phòng nha má. Ờ. Chắc hai cái đứa này lại giận nhau rồi. Anh Đăng à, đi uống nữa. Tôi thấy anh sai rồi đó. Nè, thôi, đừng uống nữa. Buông ra. Tôi đây. Bất ngờ lắm hả? Có chuyện gì vậy? Tại sao lại bắt máy của chồng tôi? Hai người đang ở cùng nhau hả? Hai người đang ở đâu? Chỉ là đi uống rượu với nhau thôi mà. Tâm sự nói chuyện chơi thôi. Nhưng mà nói nhiều lắm. Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất hết. Anh đã nói gì với anh ấy rồi? Tôi nói trước cho anh biết. Anh mà dám nói. Alo. Cô nói lớn lên tôi không nghe gì hết á. Alo. Nghe không vậy? Nói lớn lên. Alo. Để cả đi kìa. Nói hoài. Không đâu. Anh ta không nói đâu. Anh ta không dám nói đâu. Đồ khốn. Anh đang ở đâu? Anh Hải Đăng. Dậy đi. Tới giờ đi về rồi. Anh Hải Đăng. Anh à. Chào bà giám đốc. Anh đã làm gì anh ấy? Anh đã nói gì với anh ấy rồi? Tụi tôi ngồi ở đây cũng lâu rồi. Nói nhiều lắm. Nói đủ thứ hết. Nói về cuộc đời. Nói về công việc. Nói về cô nữa. Tôi đang hỏi là anh đã nói gì với anh ấy rồi? Thực ra thì cũng chưa nói gì. Hôm nay tôi chỉ ngồi nghe thôi. Nghe anh kể lể về cuộc sống hôn nhân. Không có được hạnh phúc giống như anh đã từng nghĩ. Anh nói dối. Tôi không có tin lời anh đâu. Cẩn thận cái miệng của cô đó. Nhanh lên lại phụ tôi coi.
Anh muốn làm vậy với tôi tới khi nào nữa? Làm gì mà căng thẳng quá vậy? Tôi chưa làm gì hại cô mà. Đây là cách mà anh trả thù tôi hả? Cái này là cái gì đây? Tại sao anh lại đưa cho tôi cái này? Anh hy vọng gì khi mà đưa cái này cho tôi trước mặt gia đình của tôi? Đúng. Cái này là tôi cố tình gửi cho cô đó, để nhắc cho cô nhớ về một quá khứ mà cô muốn chối bỏ. Coi như là tôi giúp cô có cơ hội để nói ra sự thật. Anh nằm mơ đi. Anh muốn tôi nói ra sự thật hả? Không bao giờ. Tôi đã mạo hiểm như thế nào để có được ngày hôm nay? Tôi không có dễ dàng từ bỏ đâu. Anh trả thù đi. Tôi không có sợ anh đâu. Anh nghĩ anh là ai? Anh có quyền gì? Số phận của tôi là do tôi quyết định. Anh không có quyền hủy hoại nó. Tôi đang có một cuộc sống rất là tốt đẹp, vì tôi xứng đáng với nó. Anh nên nhớ, nếu như mà anh dám làm hại tôi thì gia đình của anh sẽ phải trả giá. Tôi đâu có cần phải hại cô. Chính cô cũng tự hại mình thôi. Tôi sẽ chống mắt lên để coi vở kịch của cô chừng nào thì hạ màn. Bực cả mình. Cái phòng anh đẹp như vậy, sang trọng như vậy, mà lại có cái gàng xấu xí này ở đây, làm phòng mất sang. Anh nhìn nè, màu thì quê, căn thì cũ, thì kệ. Em làm cho anh sợ đó. Sao em có thể quên chiếc khăn này được? À không, dĩ nhiên là em nhớ chứ. Đây là cái khăn kỷ niệm của hai đứa mình mà. Đúng rồi, cái khăn này nè, chính tay em đang tặng cho anh. Lúc nào anh cũng coi nó là vật quý báu. Khi không có em thì chiếc khăn này thay thế em bên cạnh anh. Hạt cà phê do cây hương tiêu quá ra mà có. Vậy mà nó đắt đỏ. Em sao vậy Mỹ Anh? Anh tránh ra. Chị cứ ám tôi hoài vậy. Tôi sẽ không bao giờ trả lại Hải Đăng cho chị đâu. Tôi sẽ không trả bất cứ thứ gì. Chào cô. Út. Dạ, chị hai. Có khách. Dạ.
Dạ à, dạ trong đây mát mẻ lắm à, mình có thể lấy ra cho nó mát. Nhưng mà tôi thích đội nón, không được hay sao? À, dạ được. Dạ dạ chị ăn gì? Dạ dạ chị à, chị cần gì ạ? À, có gì chị nói đi, tôi chỉ cho. Tôi tìm anh Phúc. Anh Phúc làm ở quán này đúng không? Dạ. Anh Phúc ơi, anh Phúc, có người tìm nè. Rồi rồi. Để đó đi. Dạ, cô kiếm tôi. Sao hả? Anh có đủ tiền để đưa cho tôi chưa? Hay là anh để cho tôi nói hết với mọi người này tất cả mọi chuyện anh đã làm? Cô, đây là chỗ buôn bán, cô đừng có làm rộn lên như vậy. Vậy thì nên trả lời ngắn gọn là anh có đưa tiền cho tôi hay không? Ờ... Nè, tiền chứ đâu phải lá cây đâu mà cô biểu đưa là được. À, tôi biết cô là ai rồi. Cô tới đây á là để cô hù dọa anh Phúc đúng không? Đừng có mơ nha. Cô không có liên quan đến chuyện này thì đừng có xen vào. Vậy cô liên quan gì tới chuyện này? Cô là gì của bé Bông? Dĩ nhiên là có liên quan rồi. Tôi là vợ của ba nó. Tôi là vợ của người nuôi dưỡng nó. Hả? Anh uống đi. Cảm ơn em. Ly này sẽ giúp anh tỉnh táo hơn á. À anh, hôm nay anh ở nhà nghỉ ngơi đi. Nhìn anh không còn miếng sức sống nữa. Không được, anh phải đi làm. Vậy mình đi chung ha. Anh muốn ngồi nghỉ cho tỉnh táo một chút, em đi trước đi. À, tối qua em làm cách nào đưa anh về nhà được vậy? Anh say quá không nhớ gì hết. Hồi tối em gọi cho anh quá trời mà anh không bắt máy. Anh hứa là dành thời gian cho em mà sao? À, anh chỉ muốn thư giãn một chút thôi. Anh muốn quên đi những cái chuyện không vui. Cuối cùng đã uống hơi quá chén. Em biết là anh yêu em. Anh làm việc rất là mệt mỏi. Thời gian này lúc nào anh cũng căng thẳng hết. Anh cần được nghỉ ngơi. Nhưng mà mình có thể thư giãn cùng nhau mà. Như vậy sẽ tốt hơn á. Ừ, được rồi. Anh sẽ sắp xếp dành buổi tối hôm nay cho em. Thiệt hả anh? Ừ. Vậy thôi em đi làm trước nha. Ừ. Anh được lắm. Cho dù tôi không đòi được con bé Bông thì tôi cũng sẽ nói cho nó biết anh là người xấu xa như thế nào. Cũng chính vì anh mà ba má của nó phải xa nhau. Cũng vì anh mà má nó phải đau buồn cho tới chết. Được, để tôi thử coi nó có còn coi anh là ba của nó nữa hay không. Ba. Bé Bông. Bé Bông. Bé Bông. Ba của con là ba ruột của con á. Nhờ cô tới đây đón con nè. Ông ấy đang bị bệnh nặng lắm. Ba con với cô Út nói sẽ chở con đi qua thăm ông ấy. Nhưng con cũng không muốn đi đâu. Mà cô Út nói dù sao thì người đó cũng có công tạo ra con. Bé Bông à, con có biết là chính người đàn ông này đã làm cho ba má ruột của con phải xa nhau. Má con cũng vì vậy mà mòn mỏi cho tới chết hay không? Con không biết những gì cô nói. Con chỉ biết là ba con yêu thương con hết lòng. Ba còn lo lắng cho con. Hồi lúc má con đau bệnh, ba cũng là người chăm sóc cho má và chăm sóc cho con. Con biết như vậy là đủ rồi. Cô đừng mong ly gián ba con. Bé vậy mà nó cũng biết dùng từ ly gián. Bé Bông à, con tin lời họ thì sao? Họ không có thương con thiệt lòng đâu. Vậy người cô nói là ba ruột của con có yêu thương con thật lòng không? Có, dĩ nhiên là có rồi. Cũng chính vì thương con nên ông ấy mới nhờ cô đi lặn lội tìm con nè. Ông ấy đang bị bệnh nặng lắm con à.
sao lúc chưa bị bệnh ông ấy không đi tìm con? Thì tại cô đi đi, con đói bụng rồi. Ba, lấy cơm cho con ăn. Ừ, đi con. Chị, chị thấy con nhỏ đó nói chuyện người lớn chưa? Vào đi. Ủa, anh coi cái hợp đồng này, ký giùm cho tôi. Ừ. Anh chưa tỉnh rượu hả? Tôi chưa tỉnh lắm. Xin lỗi vì ngày hôm qua tôi đã cản anh nha. Có gì đâu, tôi lớn rồi, phải biết tự kiểm soát bản thân chứ. À, cảm ơn anh nha, vì đã lắng nghe tôi. Đừng khách sáo, sau này có cần tâm sự thì cứ gọi cho tôi. Cái khăn choàng đâu rồi? Dạ, cô mới về. Ừ. Ủa, mọi người đi hết rồi hả chị? Dạ, ông bà chủ đi gặp bạn. Cô Ngọc Dân thì chưa có về, còn cậu thì đang trong phòng đó cô. Ờ, vậy thôi tôi vô phòng nha. Dạ. Anh yêu, em về rồi nè. Xin lỗi anh nha, em về hơi trễ. Em đã chọn được một món quà thật tuyệt vời cho chồng của em. Quà của anh nè. Anh mở ra coi đi. Em đã chọn rất là lâu luôn á. Anh coi nè, đẹp chưa? Màu này rất là hợp với anh. Chiếc khăn len em tặng anh để trong tủ quần áo đâu rồi? Ủa sao vậy? Cái này là sao? Lúc mà em sắp xếp đồ trong tủ, cái khăn bị dán cắn rách hết trơn, em bỏ rồi. Cho dù có rách thì nó vẫn là vật kỷ niệm của anh. Em xin lỗi. Em biết cái khăn này rất là quan trọng với anh. Em cũng đã mua khăn mới bù cho anh rồi mà. Không thích thì thôi. Anh cảm ơn em vì em đã mua quà tặng anh. Nhưng mà chiếc khăn đó rất quý giá đối với anh. Chính tay em đang tặng cho anh. Vì nó đã cùng anh trải qua những ngày tháng không có em bên cạnh. Em không hiểu điều đó sao Minh Anh? Em xin lỗi. Em cũng rất là quý chiếc khăn đó, nhưng mà nó bị dán cắn hết rồi. Em phải đành bỏ thôi. Lạ thiệt, cả tủ đồ mà dán chỉ cắn mỗi chiếc khăn đó. Ba má đã chuẩn bị đồ xong chưa? Có cần cô phụ gì không?
Cảm ơn con gái. Má với chị Mười soạn xong rồi. Vậy con chúc ba má có một chuyến du lịch thật là vui vẻ và thú vị. Cảm ơn con. À, ngày mai để con đưa ba má ra sân bay. Không cần đâu con. Chuyện con cần làm bây giờ là chỉnh đốn lại mối quan hệ của hai đứa. Ba không muốn thấy hai đứa cứ mặt nặng mặt nhẹ trong nhà này đâu. Dạ, con xin lỗi ba má. Dạ, con xin lỗi. Hai đứa yêu nhau lắm cơ mà. Tại sao cưới chưa lâu đã nay giận mai hờn như vậy hả? Dạ, con xin lỗi ba má vì đã làm cho ba má phiền lòng. Ba má cứ đi chơi vui vẻ đi. Vợ chồng con hứa là sẽ sửa đổi mà. Nói được, làm được đó nha. Dạ. Sự thật hả? Không bao giờ. Tôi đã mạo hiểm như thế nào để có được ngày hôm nay. Tôi không có dễ dàng từ bỏ đâu. Anh trả thù đi. Tôi không có sợ anh đâu. Anh nghĩ anh là ai? Anh có quyền gì? Số phận của tôi là do tôi quyết định. Anh không có quyền hủy hoại nó. Tôi đang có một cuộc sống rất là tốt đẹp vì tôi xứng đáng với nó. Anh nên nhớ, nếu như mà anh dám làm hại tôi, gia đình của anh sẽ phải trả giá. Sao anh nhìn em hổng chớp mắt vậy? Anh đang nhớ về nụ hôn đầu tiên của chúng ta. Hôm ấy trời cũng đổ mưa. Anh và em nắm tay nhau cùng tìm chỗ trú mưa, nhưng không được. Tụi mình mắc mưa ướt nhem hết, vậy mà không đứa nào cảm thấy lạnh. Anh à, anh cứ mãi nhớ về những chuyện trong quá khứ, trong khi em, vì vụ tai nạn đó, em đã không thể nào nhớ hết. Em cảm thấy rất là buồn. Chúng ta cùng nhau xây dựng những kỷ niệm mới, được không anh? Được rồi, anh cũng không muốn khoảng cách giữa chúng ta mỗi ngày một lớn. Tôi thật không hiểu tại sao chị Minh Anh lại không thích tôi. Lần nào gặp tôi, chị cũng tỏ ra khó chịu. Nhưng mà mọi người đều nói trước kia chị ấy rất thương tôi. Cho dù tôi có quá quắc cỡ nào, chị đều dịu dàng với tôi. Mà giữa chị và anh Hải Đăng đã xảy ra chuyện gì? Tôi thấy tất cả mọi người đều rất lạ. Mỹ Anh, trời ơi, con không biết được đâu. Con bé Bông á, nó làm à, cô kinh ngạc dễ sợ luôn á. Không biết ai dạy nó mà nó nói chuyện như bà cụ non vậy á. Ủa, con đang làm gì hả? Út xin lỗi nha. À, dạ không. Hả? Con chỉ đang viết nhật ký thôi. Hả? Con viết nhật ký? À, dạ. Trời ơi, chuyện lạ à nha, viết nhật ký. Hồi xưa á, còn Minh Anh là nó chuyên viết nhật ký. Nó viết từ nhỏ luôn á. Lúc đó con đâu bao giờ chịu viết đâu. Mà hả, giờ tự nhiên thấy con ngồi con viết nhật ký, chuyện lạ đời gì đâu á. Với lại hồi đó con còn nói nó là làm ba cái chuyện tào lao nữa. Vậy là lúc đó con sai rồi đó Út. Bây giờ con thấy viết nhật ký vui lắm. Ủa vui hả? Ủa, mà nãy Út kể con nghe chuyện gì đó của bé Bông. Út kể tiếp con nghe đi. Trời đất ơi, để Út kể cho con nghe. Út nói thiệt đó nha. Trời, Út thấy há dạ gì đâu á con. Cái con mẹ đó xách cái nón quải 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 đi về. Trời, công nhận con bé Bông nó còn nhỏ mà nó. Trời.
Minh Anh, anh đỡ em. Em có sao không? Minh Anh, nè, em có sao không? Dạ không. Trời, chân em chảy máu rồi kìa. Mọi người, chuẩn bị xe đưa Minh Anh tới bệnh viện nhanh lên. Đúng rồi, quan trọng không thôi là Minh Anh bị rồi. Sao Minh Anh tức giận vậy ta? Cũng may là mọi người không sao hết, chứ nó chậm một bước á, chắc là cả hai đều bị thương rồi á. Ừ, mà Mỹ Anh công nhận xả thân ha, cô ấy không màng tới thân mình mà lao tới đỡ, mà cô ấy phản ứng cực kỳ nhanh. Nhưng mà điều thú vị nhất á là có sếp Hải Đăng của mình ở đó nữa. Sếp lao tới chỗ Mỹ Anh nha, rồi bế cô ấy lên xe đưa tới bệnh viện nữa chứ. Ờ ha, sao kỳ lạ vậy? Hay là có khi nào sếp của mình chán vợ không ta? Tại sao có vợ đó mà không lo cho vợ trước mà lại lo cho em vợ trước vậy? Nếu như tôi là Minh Anh á, thấy chồng của mình mà không đem xỉa tới mình thì sao ta? Chắc là tủi thân lắm đây. Mấy người đừng có nói bậy bạ. Vợ của giám đốc được an toàn là nhờ Mỹ Anh đó. Giám đốc đúng là một anh rể tốt. Ừ, Mỹ Anh bị chảy máu nhiều nè, còn vợ của giám đốc đâu có sao đâu. Chị Minh Anh, chị không sao chứ? Không sao. Dạ, đi thôi, đi, nhanh lên. Ai mượn chị giúp đỡ tôi? Tại sao chị cứ phải quên mình vì người khác vậy hả? Tôi đã biến chị thành Mỹ Anh rồi, thì chị hãy hành động sao cho giống với Mỹ Anh đi chứ. Tại sao chị không chịu hiểu vậy hả? Chị đâu phải là cô gái Minh Anh hiền lành, mà cô gái đó là tôi. Tại sao chị cứ phải làm tôi cảm thấy tệ hại như vậy hả? Tại sao? Sao rồi? Em có ổn không vậy? Em xin lỗi, em là phiền hai anh rồi. Phiền cái gì chứ? Em đó, liều lĩnh lắm. Em không sợ bị thùng hàng rớt trúng đầu hả? Lúc đó em đâu có kịp suy nghĩ gì đâu anh. Với lại chị Minh Anh, chị cũng hoảng lắm á. Em còn đau lắm không? Dạ không, chỉ hơi hơi thôi à. Anh đưa em về nha. Tôi không cần đâu anh. Em còn một số việc chưa làm xong ở công ty. Với lại anh cũng phải về công ty coi chị Minh Anh sao mà. Hai chúng ta về công ty luôn nha. Nhưng mà chân em như vậy. Em đã nói là không có sao rồi mà. Hồi nãy anh không nghe bác sĩ nói hả? Chỉ là xây xát ngoài da thôi. Hai anh đừng có như vậy mà. Em ngại lắm. Đi. Từ từ thôi. Nhắm đi làm được không đó? Được. Minh Anh, Minh Anh, em có sao không hả? Em, anh cần quan tâm tới em hả? Em không sao, cảm ơn anh. Mỹ Anh, đưa cho anh. Em làm được mà. Được cái gì mà được? Tao nói cái chân đau thì nghỉ ở nhà đi, cứ ngoan cố rồi đi làm. Em bớt đau chưa? Chân của em không có sao mà, anh đừng có lo. Anh để em làm đi, em photo xong sắp tài liệu này rồi em về. Nhưng mà anh không yên tâm đó, thôi để anh làm giùm cho. Em đã nói em làm được mà, anh lo việc của anh đi. Ok cũng được, nhưng mà phải cẩn thận nha. Lát hồi xong việc anh chở em về. Dạ. Em đi nha. Ừ.
bị làm sao vậy anh hai? Sao anh chỉ chăm chăm lo cho Mỹ Anh thôi, chẳng hỏi thăm một tiếng nào tới chị Minh Anh hết? Anh có biết nãy giờ mọi người bàn tán xôn xao ngoài kia không? Mọi người chỉ làm quá lên thôi. Rõ ràng là vợ anh không sao, trong khi Mỹ Anh thì đang chảy máu. Mỹ Anh vừa là người nhà, vừa là người cứu vợ anh. Anh lo lắng cho em ấy là chuyện bình thường thôi. Em biết rồi, nhưng mà anh cũng phải... Thôi được rồi, anh sẽ rút kinh nghiệm được chưa? Anh không giống anh một tí nào hết. Mình đã không giống mình sao ta? Ngồi xuống đi. Em cảm ơn anh. Giờ con thấy sao rồi? Dạ con không có sao đâu má, chỉ là vết thương nhỏ thôi à. Anh rể cũng đưa con vô bệnh viện khám rồi. Má với anh đừng có lo lắng quá. Đúng lý ra má không cho con tới đó làm đâu. Ờ phải rồi, hay để má nói với Hải Đăng nghe, cho con làm việc gì mà đừng có chạy tới chạy lui, ngồi văn phòng thôi cũng được nữa. Dạ thôi má, đừng có làm như vậy phiền anh rể lắm. Con cũng đâu có chuyên môn gì đâu mà đòi hỏi người ta, kỳ lắm. Nhờ cô Mỹ Anh cho nên Minh Anh mới không bị làm sao đâu bác. Vậy mà nãy giờ nó không chịu nghe điện thoại của bác. Chắc chỉ đang bận công chuyện gì đó má. Dạ con xin phép bác, con về công ty làm việc. Khoan đã. Vậy thôi con cho bác Quá Giang vô trong đó để thăm con gái của bác nha, chứ bác cũng lo cho nó lắm, mà chắc nó cũng hốt hoảng dữ lắm đó. Dạ. Má tới đây làm gì vậy? Con để điện thoại ở đâu vậy hả? Má gọi bao nhiêu cuộc mà con không chịu nghe máy. Con bận mà. Bận cái gì thì ít ra cũng phải trả lời cho má một tiếng để má yên tâm. Con có biết là má lo cho con lắm không? Con có bị gì đâu mà má lo. Đúng là con không bị gì, nhưng mà chị của con nó phải tới bệnh viện để kiểm tra đó. Con không hỏi thăm được một câu hay sao? Con đã nghe mọi người nói về tình trạng của chị ấy rồi, còn hỏi thăm chi nữa cho phiền phức. Con có thể nói như vậy với người đã cứu con đó hả? Là ông trời cứu con. Má đừng có nghe người khác nói bậy bạ nữa. Chút được hay sao? Má à, má muốn con phải tốt như thế nào nữa? Đâu phải con ép chị vô đây làm công việc hèn mọn đâu. Con đã muốn đưa chị đi du học rồi mà, tất cả là do chị lựa chọn thôi. Không phải má muốn nói như vậy. Ý của má là Con có thể gần gũi với chị của con được không? Chẳng hạn như là cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi nha con. Con bận lắm, má làm ơn đừng có làm phiền con về những cái chuyện lặt vặt như vậy nữa. Chuyện lặt vặt là sao? Mỹ Anh, con ngày càng quá đáng lắm rồi. Nếu con không chịu sửa đổi bản thân thì mọi thứ nó sẽ sớm đổ bể ra, không chờ tới lúc chị của con phục hồi trí nhớ đâu. Thôi đủ rồi, má làm ơn đừng có nhắc tới chuyện đó nữa. Con đã quá mệt mỏi khi má nhắc tới chuyện đó. Má làm ơn để con sống với. Bây giờ con bận việc rồi, má làm ơn đi về đi. Má biết rồi, má về đi. Tối nay anh định đưa em ra ngoài ăn, nhưng mà anh lại có cuộc hẹn đột xuất với đối tác rồi. Một lát nữa em chịu khó về nhà ăn với Ngọc Dân nha. Dạ. À anh. Bên tạp chí Doanh Nhân mới gọi em á, họ xin ngày mai phỏng vấn. Phỏng vấn hả? Ừ. Phỏng vấn gì?
chắc là họ hỏi mấy chuyện thường ngày thôi. Ủa, Diệp Lâm gửi cái gì anh xem không hiểu vậy ta? Kỳ lạ quá. Diệp Lâm gửi anh gì? Giống như là hình siêu âm của thai nhi vậy đó. Nè, em coi thử coi. Sao? Không, không sao hết. Chắc anh gửi lộn á. À, chắc vậy. Hay là Mỹ Anh có thai hả ta? Mỹ Anh có nói với em không? Hả? Không. Không thấy nó nói gì hết. Cũng đúng. Mối quan hệ của hai người đó hiện tại cũng chỉ là bạn bè thôi. Chắc là Diệp Lâm gửi lòng rồi. Anh ta đúng là điên rồi. Giờ mình phải làm sao đây? Anh dừng xe cho em xuống đây đi. Sao em lại muốn ghé đây? Dù sao anh cũng bận đi gặp đối tác. Em ở nhà một mình cũng buồn. Nên thôi em đi mua đồ để giết thời gian. Vậy cũng được. Em cứ làm cho xong cái bản kế hoạch đi. Làm xong thì báo cho anh biết. Hôm nào rảnh đi uống cà phê nha. Ok. Cô vô đây được vậy? Anh không thay ổ khóa. Tôi dùng chìa khóa cũ của tôi. Sao anh gửi tấm hình đó cho chồng tôi? Cô sợ hả? Tôi mà biết sợ hả? Không có đâu. Vậy cô tới đây làm gì? Anh chưa quên được tôi, đúng không? Cô đề cao mình quá. Cái đó đâu phải là hình của cô. Cái đó là hình của Mỹ Anh. Không phải cô nói cô không phải Mỹ Anh sao? Anh nghĩ là anh có thể yêu được chị tôi sao? Đó không phải là điều cô muốn hả? Chị ấy có thể có gương mặt của tôi, nhưng người anh yêu đang đứng trước mặt anh đó. Vậy sao? Diệp Lâm, chúng ta đã từng yêu nhau. Anh và tôi đã từng sống chung như vợ chồng. Nếu như không có chuyện xảy thai, có lẽ là giờ này chúng ta đã có một đứa con. Diệp Lâm, tôi đã từng nghĩ là tôi sẽ ngoan ngoãn ở cạnh anh, nhường nhịn gia đình anh. Tôi có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng những gì tôi cất công xây dựng đều đã bị anh đạp đổ không thương tiếc. Rồi đứa con cũng bỏ tôi mà đi. Có lẽ nó cũng không muốn vì nó mà tôi với anh phải gượng ép ở cạnh nhau. Sự ra đi của nó chính là dấu chấm hết cho đoạn tình cảm của chúng ta. Tôi đã phải trải qua mười mấy cuộc phẫu thuật mới có được gương mặt này.
có được vị trí này. Tôi xin anh, xin anh đừng. Tôi biết là tôi có lỗi với cô. Tôi biết là tại vì tôi mà cô mất đi gia viện của mình. Tôi đã cố gắng tìm tất cả các mối quan hệ để tìm cho cô một gia viện mới, để bù đắp cho cô. Tôi biết chứ. Tôi biết anh luôn muốn mang lại cho tôi những điều tốt đẹp. Nếu như không có gia viện đó thì đâu có xảy ra cớ sự. Ngày hôm đó khi đạo diễn gọi thử vai, tôi đã rất mừng. Tôi nghĩ rằng nếu như buổi casting diễn ra thành công tốt đẹp, tôi sẽ bỏ qua hết tất cả mọi thứ, sẽ quay về bên anh. Vì muốn tạo ấn tượng tốt, vì muốn nắm chắc vai diễn nên tôi mới đổi trang phục với chị ấy. Tôi cũng đâu có muốn tai nạn xảy ra đâu. Tôi cũng đâu có cố tình đánh cắp thân phận của chị ấy đâu. Nhưng tất cả, tất cả là sự sắp đặt của ông trời. Mà anh, chính anh là người gián tiếp nhúng tay vào sự sắp đặt đó. Đừng có bao biện cho bản thân của mình. Tất cả là do sự ích kỷ của cô. Không có sự sắp đặt nào ở đây hết. Tất cả là do cô lựa chọn, là do cô. Diệt Lâm, tôi xin anh đó, hãy xem như đó là điều tốt đẹp nhất mà anh có thể làm cho tôi đi. Lựa chọn một cuộc sống hạnh phúc, tôi đâu có làm gì sai. Hạnh phúc? Cô nghĩ cô sẽ có được hạnh phúc sao? Hả? Chỉ cần anh buông tha cho tôi, anh đừng làm gì đụng tới tôi nữa, anh Hải Đăng nhất định sẽ mang lại cho tôi hạnh phúc. Phải, anh Đăng chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho mình anh. Nhưng cô thì không, bởi vì cô không phải là Minh Anh. Cô là Mỹ Anh. Cô là Mỹ Anh, cô nghe rõ chưa? Người như cô chẳng có gì ngoài thủ đoạn hết. Nhưng kẻ như cô sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đâu. Không bao giờ đâu. Diệt Lâm, tôi xin anh đó, tôi không có muốn làm hại tới anh, không có muốn làm hại tới gia đình anh. Tôi xin anh hãy tha cho tôi đi mà. Cô đi về đi, đừng có gian xin tôi vô ích. Tôi không về, tôi nhất định không về đâu. Tôi sẽ ngoan ngoãn ở cạnh anh, nhường nhịn gia đình anh. Tôi có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc, nhưng những gì tôi cất công xây dựng đều đã bị anh đạp đổ không thương tiếc. Minh Anh, dậy đi em.
Hải Đăng, anh tới rồi hả? Mình về nhà thôi em, anh đưa em về. Thôi, em còn muốn uống nữa mà. Em say rồi, uống cái gì nữa, đi về. Cho em uống nữa đi. Tất cả là tại anh. Tôi ra nông nỗi này là tại anh hết. Tại sao anh cứ làm khổ tôi hoài vậy? Làm ơn đi, anh đừng có làm tôi bị khủng hoảng tinh thần nữa. Làm ơn. Má, con cứ ngủ tiếp đi. Má bóp chân cho con nha. Dạ thôi, con không có sao đâu mà. Má đừng có lo cho con. Nè, nghe má dặn, con không có được thức khuya nữa nha. Chứ tối nào má cũng thấy con thức tới khuya hết á. Con phải giữ sức khỏe cho con nữa chứ. Nghe không? Dạ. Em bị uống rượu từ khi nào vậy? Lại còn uống rất nhiều nữa. Em xin lỗi. Tại sao em lại uống nhiều tới vậy? Tại vì em muốn thư giãn chút thôi. Em mời chị cứ nghỉ ngơi đi. Anh tới công ty đây, anh còn có cuộc họp. Hải Đăng, anh... Em xin lỗi. Em mình bị làm sao vậy? Sao mình lại để anh ấy thấy bộ dạng say xỉn của mình như vậy chứ? Thưa má, con mới về. Ủa, có việc gì mà con tới sớm vậy? Con đi làm tiện đường nên con ghé qua. Minh Anh, con tới rồi đó hả? Cô Út khỏe không? Trời, Út khỏe đẻ à. Út đâu có làm gì đâu mà không khỏe. Sao con tới sớm vậy? Tới trễ chút cái Út nấu cơm ăn cơm trưa luôn. Con tới thăm Mỹ Anh. Mỹ Anh. Chị. Chân của em sao rồi? Dạ em không có sao hết, chỉ là bị trẻ nhẹ thôi. Sao không chịu lo chuyện của em, còn chạy lung tung tới đó nữa? Em cầm đi. Cái này là... Đây là tiền người chị sinh đôi cho em đó. Dạ thôi, em không lấy đâu. Em đâu có cần đến mấy cái này. Tiền lương của em cũng đủ rồi mà. Sao lại không cần? Em cần tiền để làm tóc nè, mua sắm quần áo mới. Em cứ mặc mấy bộ đồ như vậy hoài, không sợ người ta cười hả? Dạ, em không lấy tiền của chị đâu. Với lại em có tiền mà, chỉ tại em không thích mua thôi. Hay là em chia ít? Dạ không, em không có ý đó. Không có ý đó, vậy em cầm đi. Cầm tiền rồi nghỉ ngơi cho thiệt khỏe. Khi nào khỏe thì hãy đi làm. Đây là lần đầu tiên chị cho tiền em. Em định từ chối hả? Ủa...
Sao chị nói trước đây chị đã từng cho em tiền rồi mà. Với lại chị còn trả nợ cho em nữa. Chị đã kể với em như vậy mà. À, ý chị là sau vụ tai nạn á. Dạ, chị nói như vậy rồi thì em nhận. Em sẽ đưa số tiền này cho má. Em ngốc quá. Hai đứa đang sáng nè. Dạ. Mình đi chị. Bé Bông, ăn đi con. Ăn nhiều cho mau lớn nghe không. Ăn xong cái cô Út chở con đi học ha. Dạ. Má ơi, mang giò cho quẩy đi má. Ừ. Nếu mà má biết con về á, là má nấu món ngon nhất cho con. Thôi con ráng chịu khó ăn chút nghe. Ráng ăn đi con. Hay là con chê đồ ăn nhà mình không ngon bằng đồ ăn bên phía nhà chồng con. Ủa? Dạ không, con cũng nhớ đồ ăn của má với cô Út làm lắm. Thiệt hả? Vậy thì con ăn nhiều chút nghe. Dạ. Đã lâu lắm rồi nhà mình không có ngồi ăn sáng chung với nhau như vậy. Thiệt là vui phải không má? Minh Anh, Minh Anh, con sao vậy? Bộ con với Hải đang cãi nhau phải không? Dạ không. Tại vì con đang rất là vui. Con vui chuyện gì? Thì mọi thứ gia đình mình được bên nhau như vậy. Con nhớ lại những chuyện trước kia. Con kìa, con làm cho cô Út xúc động, cô muốn khóc theo con luôn vậy đó. Thôi ăn đi con. Chị ơi, chị đừng có khóc nữa. Chị mà khóc là bị lem mắt đó. Đồ ăn của Út nấu ngon lắm. Thiệt hả? Vậy con ăn thêm đi nha. Nông nổi này là tại anh hết. Tại sao anh cứ làm khổ tôi hoài vậy? Làm ơn đi, anh đừng có làm tôi bị khủng hoảng tinh thần nữa. Làm ơn. Trước đây mình rất yêu cô ấy mà, sao bây giờ lại có cảm giác xa lạ tới vậy chứ? Không được, mình không thể để cuộc hôn nhân của mình tới bờ vực thẳm được. Không được. Là anh đây. Em ăn trưa chưa? Tụi mình đi ăn cùng nhau nha. Cũng được.
Cô gái xinh đẹp, tôi muốn gặp em. Tranh thủ giờ nghỉ trưa nay tới gặp tôi nha. Alo. Tôi đang bận lắm, không tới được đâu. Bữa khác nha. Không được, em phải tới gặp anh ngay. Nhưng mà tôi đang không có thành phố. Không may cho em rồi. Lúc nãy anh vừa thấy em lên taxi. Thôi mà, đừng có để mất thời gian cho cả hai. Anh sẽ gửi địa chỉ cho em. Nếu em không tới thì chuyện gì sẽ xảy ra em tự hiểu đó. Bye. Nè, khốn nạn. Em xin lỗi, em có việc đột xuất không thể ăn trưa với anh được rồi. Anh đừng giận nha, lát về em sẽ nói chuyện với anh sau. Chúc anh ngon miệng. Anh vừa phải thôi. Sao anh cứ bắt tôi phải tới gặp anh theo yêu cầu của anh mà không nghĩ tới cái khó của tôi vậy? Tại vì em thôi. Lần trước em nói em bận, hứa sẽ liên lạc lại với anh sau. Nhưng sau đó em lặng mất tâm luôn. Cho nên từ giờ anh không tin em nữa. Anh làm ơn đi, tôi còn có chồng, có gia đình nhà chồng. Tôi phải giải thích với họ như thế nào nếu mà tôi cứ đến gặp anh bất kỳ lúc nào anh muốn. Em là cô gái thông minh kia mà. Em sống với thân phận của một người khác tới tận bây giờ mà không ai phát hiện, thì xá gì những cái chuyện cỏn con đó, đúng không? Anh... Sao không ăn cơm mà ăn bánh mì vậy? Dạ lâu lâu em đổi món. Chân em sao rồi? Đỡ chưa mà đi làm rồi? Anh đã dặn cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe lại đã. Sợ anh trừ lương hả? Dạ không có, chân em khỏe rồi mà. Anh ngồi được không? Dạ. Em cũng hứng thú với marketing nữa hả? Dạ đúng rồi. Em không hiểu sao em thấy nó rất là thú vị. Em tình cờ đọc được cuốn sách này của chị Minh Anh là bị thu hút liền. Em đã đọc được nửa kệ sách của chị rồi đó. Em thật giống với chị em trước kia. Vào đi. Anh à, anh đang giận em hả? Em đã nói là em có việc bận đột xuất nên không đi ăn trưa với anh được. Anh không thông cảm cho em được hả? Việc đột xuất của em là việc gì? Một người bạn bị thất tình, cô có ý định tự tử, cho nên em phải vội vàng chạy lại khuyên can. Em làm như vậy là đúng đúng không anh? Lúc mà cô gọi cho em, cô rất là tuyệt vọng.
Em không thể nào làm ngơ mà đi ăn trưa với anh được. Em cũng không có đủ bình tĩnh để gọi cho anh. Anh coi nè, em vừa mới cứu một mạng người, nhưng mà em sắp chết gì đó rồi nè. Bạn của em là ai vậy? Anh không biết đâu, nhưng mà để hôm nào em giới thiệu hai người với nhau nha. Còn bây giờ em đói bụng lắm rồi, mình đi ăn trưa được không anh? Bây giờ anh có cuộc họp rồi, em đi ăn một mình nha. Sao anh cứ họp suốt ngày vậy? Em buồn lắm đó. Alo, tôi nghe. Tôi sẽ tới đúng giờ. Hẹn gặp lại anh. Anh đi nha. Anh à, nhưng mà anh hết giận em chưa? Vợ của anh vì cứu người mà quỷ cuộc hẹn với anh, làm sao anh giận em được? Em cảm ơn anh. Mà dạo này tinh thần của em yếu lắm đó. Em ngủ cứ khóc mớ hoài à. Em nói cái gì mà tất cả là tại anh. Tại anh mà tôi thành ra như vậy. Gì nữa? À, sao anh cứ làm khổ tôi hoài vậy? Anh cứ khiến tôi bị khủng hoảng tinh thần gì đó. Sao vậy? Bộ anh làm em giận lắm hay sao mà trong lúc ngủ cũng la mắng anh vậy? Trời ơi, chết em rồi. Anh giỡn đó. Thôi anh đi nha. Sao mình có thể nói ra những câu ngu ngốc như vậy trong lúc ngủ chứ? Chị hai. Ừ? Chị tính sổ hả? Ờ. Con. Dạ. Con có chai dầu thơm nào mà nó dịu dàng, nó nhẹ nhàng, mà nó quý phái, mà nó kêu xa không? Cho Út mượn Út xịt miếng đi. Dạ không có rồi, con không có xài dầu thơm. Nhỏ này ngộ ghê á. Hồi trước có nhiều tiền á là con đi mua sắm quần áo, mỹ phẩm, rồi dầu thơm hết trơn à. Tự nhiên giờ không có gì hết trơn là sao? Dạ con cũng không biết. Tự dưng bây giờ con thấy không thích xài nữa. À đúng rồi, ở trong tủ con thấy còn một chai, không biết của con trước đây hay là chị Minh Anh để lại nữa. Út lấy xài đi. Thiệt hả con? Dạ. Cô Út. Hả? Tối nay cô Út đi chơi với chú Phúc đúng không? Đâu có đâu. Mà tại vì cô Út nói là mà lâu quá rồi cô Út không có đi xem phim. Cái chú Phúc nói là để chú Phúc dẫn cô Út đi xem phim, nên là vậy đó. Chứ cô Út không có muốn đâu. Vậy á? Đúng rồi, cô Út làm lụng cả ngày vất vả lắm rồi, cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi giải trí chứ. Con nói cô Út mà con không nghĩ tới con gì hết á. Lâu lắm rồi Út không thấy con đi chơi với cậu Việt Lâm á nha. Dạ, cũng phải để cho anh Việt Lâm có bạn gái chứ cô. Chứ có kè kè ở bên con vậy hoài thì cô gái nào dám để ý tới ảnh. Con. Dạ. Bộ con không dành một chút tình cảm nào cho cậu Việt Lâm hết hả? Dạ không. Nhưng mà con với anh Việt Lâm nói chuyện rõ ràng với nhau hết rồi, má đừng có lo. Hình dạng của nó có thể thay đổi, nhưng trái tim của nó, tình yêu của nó vẫn không thay đổi. Rồi đây. Má. Hả? Sao con? Cô Út với chú Phúc cũng không có còn trẻ nữa, mà hai người thương nhau thật lòng. Hay là mình tổ chức đám cưới cho cô Út với chú Phúc nha. Ba cũng tin nói vậy đó. Cô Út. Dạ. Gì chị hai? Cô Út nói với chú Phúc đi, nếu như mà hai người nghiêm túc á thì báo cho chị hai biết. Chị hai làm đám cưới cho tụi em. Thiệt hả chị hai? Sao không thiệt? Vậy là em có chồng rồi hả chị hai? Trời ơi, em cảm ơn chị hai. Còn nhỏ này thiệt. Anh đố ai nhìn vô mà biết em á, thiên kim tiểu thư
con gái của chủ tịch tập đoàn KND đó. Cành vàng lá ngọc là bây giờ người ta phải ngồi trong nhà hàng 5 sao nè, ăn sơn hào hải vị, xung quanh là phải mười mấy 20 vệ sĩ, chứ ai mà ngồi công viên ghế đá ăn bánh tráng trộn vậy? Có bị bình dân quá không vậy? Kệ đi, em vậy á, chứ giờ mấy cái kiểu cách em chán lắm rồi. Thiệt không? Ừ. Thì là ghét kiểu cách không? Anh nhớ không lầm là lần đầu tiên anh gặp em là em hơi bị ra vẻ đó nha. Lúc đó anh còn có suy nghĩ là cái cô này mà là con của chủ tịch đó thì chắc nhân viên bị hành cho ra bả hết luôn á. Ai biểu lúc đó em đổ lỗi cho anh xong rồi anh nhận luôn. Nên là em đựng nước làm tới chứ làm sao. Em khinh đi cãi lộn với con gái hả? Mà còn là một cô gái không biết lý lẽ nữa. Gì? Sao làm được, anh không làm được. Anh nói em không biết lý lẽ hả? Thì em không biết lý lẽ thiệt mà anh đâu nói sai đâu. Ôi da, trời, đau. Nè. Anh chết với em nè. Nè, chưa gì mà đánh ta rồi. Đúng là không biết lý lẽ thiệt đó. Nè, không biết lý lẽ. Trời ơi. Nè. Còn né nữa. Nè, thôi được rồi. Wow, bà má đi chơi mới có một tuần về mà nhìn trẻ ra ha. Anh hai có thấy giống em không? Đúng đó, bà má không những trẻ ra mà còn tràn đầy năng lượng nữa. Vậy thì anh em mình phải sắp xếp mỗi tháng cho ba má một chuyến du lịch, Ngọc Vân ha. Em đồng ý. Được rồi. Ba thấy mình vất vả bao nhiêu năm nay cũng đủ rồi. Ba sẽ giao mọi việc lại cho các con. Dạ. Sau đó ba sẽ dắt má đi chu du khắp thế giới. Anh hai thấy chưa, cuối cùng thì hai anh em mình cũng không thể nào bằng má được. Trong lòng ba, má là nhất. Chứ làm sao? Thôi, đừng có chọc ghẹo ba má nữa mà. Nè. Dạ. Có quà cho mấy đứa đó. Có quà luôn hả má? Quà luôn. Mười ơi. Dạ. Bà nói nghe, con vô phòng bà lấy cái túi bà để trên bàn phấn, mang xuống đây cho bà nha. Dạ. Wow. Dạ thưa chị, thật lòng thì em thương cô Út nhiều lắm. Em luôn mong được cưới cổ. Nhưng mà nếu chú có khó khăn gì thì cứ nói thẳng ra rồi mình giải quyết. Chứ tôi thấy hai người cũng không còn trẻ nữa, mà cứ kéo dài như vậy thì uổng phí thời gian lắm. Dạ, em cũng biết vậy. Nhưng mà cái số tiền em dành dụm bấy lâu nay em đã đưa hết cho ba ruột của bé Bông rồi. Bây giờ trong tay em không còn cái gì hết, làm sao mà tính chuyện cưới hỏi được hả chị? Cô Út cũng không có thích tiệc tùng linh đình. Mình chỉ làm đám cưới, mời bà con, bạn bè thân thiết để làm lễ ra mắt hai họ thôi, chứ cũng không có cần phải xính lễ nọ kia. Nếu như chú ngại á, thì tôi có thể cho chú mượn tạm một khoản tiền để lo đám cưới, rồi trừ dần vô lương. Chú thấy tính vậy có được không? Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm. Chị đúng như là lời cô Út thường kể với em. Tấm lòng của chị thiệt là bao la, rộng lượng. Chú đừng có quá khen tôi như vậy. Tôi không có tốt như mọi người tưởng đâu. Nếu như mà hiểu được tôi á, chú, cô Út và mọi người chắc chắn sẽ rất thất vọng. Dạ, tại chị khiêm tốn cho nên chị mới nói vậy thôi. Thôi, mọi chuyện cứ giải quyết như vậy đi. Chú về lo sắp xếp mọi việc rồi báo cho tôi lúc nào thì đám cưới, để tôi lo liệu cho. Để em sẽ bàn với cô Út. Em cảm ơn chị. Đây, quà của con trai đây. Dạ, con cảm ơn má. Con cũng thích mùi này á. Ba lựa đó. Cảm ơn ba. Đây là quà của Minh Anh nè. Wow. Nếu nói về giá trị thì nó không quá mắc tiền, nhưng mà má thấy nó đẹp, phù hợp với con nên má mua. Nè, tặng con. Con cảm ơn má. Mở ra coi. Dạ. Con có thích không? Trời ơi, đẹp quá má. Con thích lắm luôn á. Vậy là được rồi. Mà má quên của con hả?
Làm sao mà quên được con gái út chứ. Đây nè. Trời ơi, ngay cái mùi con đang thiếu luôn á. Má lựa cho con hả? Má ra ý tưởng thôi, ba lựa. Đúng là chỉ có ba mới hiểu ý con. Biểu hiện của tình yêu đó con. Con cảm ơn hai tình yêu to bự của con nha. Được rồi. À, còn đây cũng 10 nè con. Nè. Dạ, con cảm ơn ông bà. Ướm thử coi. Cũng vừa đó chứ. Lựa mãi mới ra cái size nhỏ đó. Người nhỏ nhỏ vậy khó mua lắm. Con thích lắm luôn á. Tại sao mình điên thiệt rồi, mình đang nghĩ cái gì vậy? Sao mình lại có thể là chị Minh Anh được chứ? Mình điên thiệt rồi. Lại cái ghế đằng kia ngồi nghe. Cô Út hoài. Anh tính kêu cô Út tới suốt đời luôn hả? Thì tại tôi quen miệng rồi. Quen miệng? Vậy anh đứng đây, anh quen miệng một mình anh luôn đi. Ê, Út. Út à. Chết rồi. Anh ơi, anh có sao không vậy? Cô Út, ông chịu thì thôi. Làm gì mà tán tôi một cái muốn nổ đom đóm luôn à? Không phải. Trời, tôi xin lỗi anh nha. Tại vì tôi bị phản xạ tự nhiên á. Anh có đau lắm không? Thì cũng hơi hơi à. Hơi hơi, đau chỗ này phải không? Hơi hơi thôi hả? Cô Út, đừng có chạy, té bây giờ. Anh. Em đi trước nha. Lát nữa em có cuộc phỏng vấn, em còn phải ghé tìm làm đẹp nữa. Anh ở nhà ăn sáng rồi đi sao nha. Em nhận lời phỏng vấn của phóng viên à? Ồ, sao lại không? Em thấy đâu có gì xấu đâu. Hôm qua em nói với anh rồi mà. Tùy em vậy. Anh, lâu rồi hai vợ chồng mình không có hôn nhau buổi sáng á. Từ nay mình bắt đầu lại thói quen đó nha. Thank you.
Chiếc nhẫn này sẽ thay anh, luôn ở bên cạnh em. Em không được tháo ra. Nhất định em sẽ không bao giờ tháo nó ra, kể cả khi em chết. Anh cũng sẽ mãi mãi ở bên em, kể cả khi anh chết. Có chuyện gì vậy anh? Như vậy là sao? Ý anh là sao? Em không hiểu. Em đã hứa với anh không bao giờ tháo chiếc nhẫn này ra, kể cả khi em chết. Tại sao em không đeo nó? Em không nhớ những gì em đã hứa với anh sao? Em nhớ chứ. Nhưng mà tại vì má mới mua cho em bộ nữ trang, em muốn đeo cho má vui lòng. Em cũng đeo mấy bữa thôi, đâu có gì lớn đâu. Những gì em đã hứa với anh, em xem nó không có giá trị à? Không phải là như vậy, nhưng mà lời nói trong tình yêu đôi khi phải thực tế, đúng không anh? Ví dụ như là hứa hẹn mình sẽ không rời nhau nửa bước, nhưng mà nó chỉ mang tính ước lệ thôi mà, đúng không? Thôi được rồi, em đeo vô liền nè. Được chưa? Anh đừng có giận em nữa mà. Đàn ông gì mà hở tí, suốt ngày là giận à.